thi công trở lại cầu Bình Khánh tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Gói thầu G1 thi công cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức đến Long Thành vừa được thi công trở lại sau nhiều năm đứng hình, cùng với cầu Phước Khánh. Đây là những hạng mục quan trọng, phức tạp nhất của dự án này. Liên danh nhà thầu tại gói G1 cao tốc Bến Lức đến Long Thành đã bắt đầu đổ bê tông thi công trở lại cầu Bình Khánh sau 5 năm tạm dừng, cùng với gói thầu G3 cầu Phước Khánh. Đây là hạng mục phức tạp nhất của tuyến cao tốc này. Tuyến cao tốc này bị đứng hình, hoang hóa nhiều năm. Sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã cùng các bộ ngành thị sát, gỡ vướng. Đến nay, các vướng mắc đã dần được tháo gỡ. Dự án hứa hẹn sẽ thông xe toàn tuyến vào năm 2025. Cầu Bình Khánh có tổng chiều dài 2.764 m, rộng 21,75 m với 4 làn xe lưu thông. Nhịp chính cầu dài 375 m, hai trụ cầu cao 155 m, tĩnh không 55 m. Tổng chiều dài 2.763,5 m. Khẩu độ nhịp chính 375 m. Sơ đồ nhịp toàn cầu 749,5 m. Cầu vượt đường Nguyễn Văn Tạo 320 m. Cầu dẫn phía đông 882 m. Cầu dẫn phía tây 812 m. Mặt cắt ngang cầu 21,75 m. Chiều cao trụ cầu 155 m. Tính không lưu thông thuyền 55 m. Tốc độ ghiếp 1 80 km/h, ghiếp 2 100 km/h. Cao tốc Bến Lức đến Long Thành sẽ tiếp tục vay vốn FBB và Giker để thi công trở lại. Thời gian thực hiện dự án cao tốc này được gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. Đồng thời, điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bến Lức đến Long Thành xuống 30.073 tỷ đồng, giảm 1.247 tỷ. Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức đến Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư. Tổng chiều dài dự án 57,8 km, đi qua tỉnh Long An 2,7 km, thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km và tỉnh Đồng Nai 28,7 km. Tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đưa vào hoạt động năm 2025 sẽ là động lực phát triển khu vực Đông Nam Bộ, Nhơn Trạch, Đồng Nai vùng trũng về giá bất động sản trong khu vực. Nhiều nhà đầu tư đã dần thấy bức tranh tại Nhơn Trạch sáng cửa hơn. Thị trường bất động sản khu vực Nhơn Trạch đã nóng dần lên. Quy hoạch chung năm 2030 định hình Nhơn Trạch là đô thị loại 2. Chủ đầu tư Thăng Long Di đầu tư phát triển dự án căn hộ Fiato City chuẩn chuyên gia, quan tâm đầu tư căn hộ cho thuê và khai thác dòng tiền Fiato City. Liên hệ Chí nhé. Cảm ơn ba.